Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại kênh mình nhá. Hôm nay tự nhiên bắt gặp một em thả kiểu 17 thước cá đỏ nhỉ. Đấy, năm nay học lớp mấy nhỉ Khang nhỉ? Năm nay học lớp mấy? Lớp 3. Ôi. 6 nhà nghệ nhân nhá. Ui. Này, 6 bố nghệ nhân 6 này để 6 clip rồi. Nhanh. Sang nó cướp đứt diều anh ra. Này, Khang cầm này, giật lên nhanh, kéo. Ui, đỏ rồi. Ô, rút đây, chú sửa chưa? Năm nay học lớp 3 nhá. À, mẹ, chơi 1m7 anh em ạ. Quá là khét luôn. À, tí nữa mình sẽ thả con boa gusi 25 anh em nhá, full carbon tím. Con bình hòa quài D30, 7 quả, à, 9 quả anh em ạ. Rồi, đây, bây giờ. Từ. Chú xem, để chú chỉnh nhá. Nào. Thôi, chú chỉnh à. Nào. Cầm máy đây chú chỉnh à. Cầm đây, cầm này đấy. Rồi, quay đây chú chỉnh à. Đấy, bây giờ cho cong đuôi cái này. Chưa? Được rồi. Cong quá. Rồi, cho một vòng đi. Chú chỉnh à. Chắc đi lên được. Chắc có mắc mèo gì không? Rồi chú đâm nha. Nào, Khang cầm dây đi. Khang cầm dây để bay này anh em ạ. Đừng rách rồi, vì đầm rách chết viền luôn. Carbon này cũng chuẩn bị sắp tan tành này. 1m7 nha. Nào, cầm quả quận á. Dạ, để nhân đang cầm. Nào, căng nào. Ôi, lên rồi anh em ơi. Học lớp 3 nhá, đã chơi một con diều 1m7 rồi. Chạy đi, chạy nhau lên. Sừng cá đỏ anh em ạ. Đấy, rất chuyên nghiệp nhá, biết giật nhá anh em nhá. Đùa đúng nhà nghệ nhân. Ui, sáo líp luôn. Ui. Báo gió, cầm về, cầm vào quán nhá. Ui, gió to anh em ạ. Líp sáo luôn, đứng đờ. Em để diều đấy thì sau tí nữa nhà mình. Rồi lên rồi anh em nhá. Cầm bao quặn nhá. Không cầm được à? Từ chú. Chú cầm nhá, cái ông tách tay. Ai thả ami ăn luôn anh em ạ. Diều hơi lé một tí rồi. Ami ăn luôn, cầm bao quặn cơ. Tỏ ra, cầm một quặn thế này vào bố sắm đôi tay đứt tay ấy. Ami ăn 0.8 anh em ạ. Ai, càng đét luôn. Được chưa? Cầm một quả nhá. Ngoài ba. Rồi đấy. Rất. Cô cảm nhận như nào chưa con này? Có sợ nó kéo bay đi người không? Không. Cầm chắc vào. Đấy, lại còn tuần dây nữa. Buộc quận chưa? Khang buộc quận chưa? Ôi. Nó có kéo đi không? Không. Ôi nhờ. Diều rồi. Ôi, nó phải gọi là quật rúm luôn. Rồi lên rồi. Rồi Khang buộc đi. Gió to quá anh em ạ. Rồi. Đấy nè. Đâu. Về bố bảo mở mồm ra nhá. Bảo bố làm cho con sáo. Ba sáo à, sáo này đâm níp rồi. Ôi. Messi rung rồi à. Chết kẹt đấy. Thấy chồng. Đấy, sửa cái một cái lên luôn này. Như hơi né tí nhá. Tí. Né này rồi. Né đấy, thấy chưa. Nghệ nhân biết né trong bên nào anh em. Chuyên giật tay thôi. Giật nát diều thôi nhỉ. Hả? Thế con diều hôm chú làm cho con diều cắp quang đâu? Nó bay lên trên kia rồi. Mất rồi à? Dạ, nó báo cho ba nó sẽ đứt rồi. Gì? Kẹt thế, ông bảo bố cho dây này đâm không đứt nào được. Không, dây chỉ. Dây chỉ á? Chỉ đỏ mới đứt à? Chỉ đỏ mới đứt. Ừ, đấy, đã lên ngon này anh em nhá. Xin chào hẹn tất cả các bạn cho có video tiếp theo.